đi. Là Lucky sao? Lucky! Tôi thật là mày cũng Lucky! Lucky à, tao thương mày lắm. Lucky à, thật cảm động. Con chó thật dễ thương đúng không? Lại còn trung thành. Nếu cũng có một con chó giống vậy thì thích quá. Mẹ ơi mẹ, mẹ cho con xin một thứ này có được không mẹ? Nuôi chó thì không cần xin, mẹ không cho nuôi đâu. Sao mẹ biết hay vậy? Con mới coi xong phim chú chó Lucky có đúng không? Con là con của mẹ mà sao mẹ không biết con muốn gì chứ? Doraemon! Nếu mẹ đã không đồng ý thì mình cũng đâu có giúp gì được. Không chịu đâu. Mình muốn nuôi chó. Không được lại nằm ăn dạ. Cứ làm như ở tuổi học mẫu giáo vậy á. Nuôi chó. Mình không biết đâu Doraemon. Nuôi chó. Suốt ngày chỉ biết đòi hỏi linh tinh không à. Nếu không Doraemon phải làm thú cưng cho mình nuôi. Dù sao thì bạn cũng là con mèo mái mà. Đúng chưa? Có nghĩa là mình không chịu làm thú cưng cho bạn đâu nha. Không làm cũng được. Nhưng mà bạn phải tìm cho mình đi. Nhanh lên. Mình bó tay với bạn. Game tạo thú cưng bằng đá. Loại game này khi bạn xuất lên đá và xoa thật kỹ, nó sẽ trở thành một chú chó dễ thương. Hả? Hòn đá mà thành chó? Kỳ vậy. Bạn định gạt mình hả? Thật mà. Không khác gì bạn nuôi chó thật đâu. Chuyện này mình có nên tin bạn không đây? Nếu như bạn không tin mình thì thử đi. Hòn đá như thế nào mới làm thú cưng được? Thích cái nào thì chọn cái đó, tùy bạn thôi. Cái nào thích hả? Không có hòn đá nào mình vừa ý hết á. Hòn đá nào cũng giống nhau sao mà chọn được. Nhắm mắt chọn đại. Chọn được rồi. Thú cưng của mình là hòn đá đen thui này sao? Đành chịu thôi. Nè, bạn xúc lên hòn đá và nhớ xoa đều nha. Xoa kỹ lên nha, vì càng xoa kỹ nó sẽ càng thông minh đó. Xoa thì xoa, nhưng mình vẫn không tin nó có thể biến thành chó đâu. Bạn thấy chưa, nó đang đi theo định chủ của nó đó. Nếu mình đi thì sao? Nó đi theo mình kìa Doraemon. Bé cần dễ thương quá à. Lại đây, ngoan nha. Hòn đá dễ thương. Hòn đá dễ thương xấu quá à. Bạn đặt tên khác cho nó đi Nobita. Phải ha. Nhưng đặt tên gì cho nó bây giờ? Đúng rồi, nó đang thu như vậy. Gọi Kuro chịu không? Gọi Kuro nha. Nó cũng thích tên đó kìa. Nhưng mà Doraemon ơi, cho Kuro ăn gì bây giờ? Mình không có tiền. Khác với loại chó thường, chó đá chỉ ăn cát và uống nước thôi. Hả? Ăn cát và uống nước? Vậy nó là hòn đá. Vậy là tao không cần tốn tiền mua thức ăn cho mày rồi. Nè, mấy em cho anh chút cát nha. Để coi cát chỗ nào mới ngon đây ta. Bên đây cũng ngon nè. Ở đây cũng ngon nữa nè. Bé cưng ngoan, chờ anh đem cát về cho cưng ăn nha. Cứ đơn ngoan, chờ anh một chút chứ. Anh sẽ đem cát thật ngon về cho em. Bé ngoan ăn nhiều lên nha. Nhìn giống như nó đang ăn thật vậy. Cứ rô, ngon không cưng? Có ngon không? Nó ăn nhanh quá, bị mắc nghẹn rồi. Lấy nước, Nobita, nhanh lên. Nước nè, rồi uống đi. Bé sao rồi, cứ rô? Ai biểu bé tham ăn quá làm chi để bị mắc nghẹn. Thôi nha, Kuro không được quậy phá như vậy. Chắc
chắc là giờ ăn no rồi. Nó muốn tụi mình cùng đi chơi với nó đó. À thì ra là vậy. Ủa? Chuyện gì vậy? Chết rồi. Nobita, bạn lao nhanh lên đi. Bự quá. Kuro, mày mốt không được tè bậy trong phòng nghe chưa. Nobita, mẹ đã cấm rồi, sao con còn dẫn chơi trong phòng nữa hả? Nghe con. Kỳ vậy. Dạ có chuyện gì vậy mẹ? Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng hồi nãy mẹ có nghe tiếng chó sủa. Nó có đâu, làm gì có tiếng chó sủa, có đúng không Doraemon? Không có sao? Lạ thiệt đó, sao mà lại nghe kỳ vậy ta? Đưa rồi, nhanh lên, mình ra bãi đất trống đi. Doraemon, Kuro chạy mau lên, Kuro. Hả? Kiểu này là tiêu rồi. Nhỏ con mà dữ quá vậy, Kuro. Ai, thiệt là may quá. Có cư rỗi bên cạnh đúng là thú vị thiệt. Thật ra thì nó còn nhỏ lắm. Đúng rồi. Nè, hay là tụi mình trốn đi, coi nó sẽ làm gì. Chắc sẽ vui lắm ha. Nó bắt đầu tìm tụi mình rồi kìa. À, nó đang khóc trống lên kìa. Nhìn nó tội nghiệp quá. Anh ở đây nè, Kuro. Kuro ơi, xin lỗi nha, anh chỉ giỡn chút thôi. Sao đi nữa thì nó cũng chỉ là hòn đá thôi. Nghe chưa? Phải cẩn thận đó biết chưa Kuro? Hồi nãy người ta đang xúc động quá trời, tự nhiên là mất hứng à. Từ giờ bạn nhớ cẩn thận, những lúc chơi với bạn lỡ nó vui quá trớn lại bay vào mặt bạn nữa cho coi. Nó dễ thương quá. Nó giỏi lắm, vậy cái gì nó cũng nhớ hết đó. Đúng là Kuro dễ thương thiệt đó. Hình như là nó hiểu mọi người nói gì thì phải. Ước gì mình cũng có được một con thú cưng giống như vậy. Đúng rồi, bạn cũng tạo một con đi Shizuka. À, thiệt không? Hay quá. Bạn hãy chọn hòn đá mà bạn thích rồi xoa cái này lên. Đây nè. Để mình về nhà tìm bác, cho mình giúp nha. Bảo bối thú vị quá ha Nobita. Bà. Ủa, nhìn nó nhảy tung tăng vui ghê. Dễ thương quá ta. Cho tụi này bảo bối được không? Nhưng mà bạn phải hứa là yêu thương nó mới được. Thôi được rồi, hứa thì hứa. Đưa cho tụi này mau lên đây. Từ trước tới giờ mình rất là yêu thương động vật mà. Thôi được, mình sẽ cho mỗi người một con. Của bạn nè. Của bạn. Được rồi, mình sẽ kiếm một con hơn con Kuro luôn. Mình cũng như vậy đó, hay quá đi ha. Mong mọi chuyện sẽ ổn. Nobita, Doraemon ơi. Nhìn nè, tên của nó là Suisodama đó. Wow, dễ thương thiệt ha. Bạn cũng thấy nó dễ thương hả? Có vẻ như hai tụi nó thân thiết với nhau quá ha. Giống như hai đứa mình vậy. Ê! Nhìn nè, đây là thú cưng của mình đó. Thấy nó có mạnh mẽ không? Nhưng mà hình như hòn đá của bà có mùi gì kỳ kỳ thì phải không? Thiệt hả? Cái đó mình bó tay thôi. Lúc đầu nó thơm lắm nhưng mà nó ị cho nên là
Hết nói được bạn luôn. Đây là con chó hùng mạnh và thông minh nhất của mình. Chào mọi người đi. Chan ơi, Chan. Nè, đây là Rocky làm từ đá ở vườn nhà mình nè. Mọi người thấy sao, có đẹp không? Chó của Chan không bằng một gốc chó của mình. Hòn đá của mình đó là một hòn đá mạnh nhất luôn. Thông minh khác nhau ở cái chỗ đó đó. Đi nhanh lên. Giúp mình với Doraemon ơi, Rocky đã phá nát khu vườn của mẹ mình. Đã vậy ban đêm nó còn sủa inh ỏi nữa. Mẹ mình đang nổi giận kìa, bạn phải giúp mình mới được. Rocky à, có chịu đi không? Rocky à, nhanh lên đi. Còn đứng đó nữa hả, mau phụ mình cái coi. Nhưng mà nếu như bạn bỏ nó như vậy thì tội nghiệp nó lắm. Tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp? Nếu mình không bỏ nó, mẹ mình nó sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Lúc đó mình còn tội nghiệp hơn nữa kìa. Nếu là như vậy thì chỉ còn cách này thôi. Sao rồi Sunil? Con đã bỏ cái hòn đá quái quỷ ở ngoài vườn đi chưa? Con không được đem đó về nhà. Mẹ yên tâm, con đã đem bỏ nó ở tầng Amori rồi mẹ. Vậy thì được, tự nhiên đem cái cục nợ đó về nhà làm cái gì không biết nữa. Thôi, con vào nhà mau lên đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nè, cái cây rừng nhà bạn sao rồi? Vẫn khỏe mạnh chứ nó đi ha, con. Rất khỏe, rất khỏe. Vậy còn sư Iso của Shizuka thì sao? Ủa? Nuôi thú cưng nhìn dễ thương quá ha. Chỉ có điều là hơi có mùi thôi. Đừng có nhắc tới thú cưng bằng đá nữa. Mình chán tới tầng cổ rồi đây nè. Rocky. Đừng ra. Đã bị bỏ tầng Armory mà vẫn tìm được về đây sao? Nó giỏi thiệt đó. Tội nghiệp quá à. Chó con thiệt là đáng yêu quá à. Đáng yêu cái gì? Mình bị như vậy mà các bạn còn cười được nữa hả? Mình rất là xúc động khi nó quay về với bạn. Dễ thương quá. Phải đó, đúng là dễ thương cực kỳ luôn. Dễ thương cái gì mà dễ thương? Nặng quá trời luôn, mấy bạn cắn mình ra đi. Mấy bạn đều sắp chết rồi đây nè. C2 tuôn trào sảng khoái để bạn thể hiện những việc của ích với phong cách thật cool. C2 sảng khoái cùng vị cam C2. Chào chị. Chị có biết vi khuẩn đang gia tăng không ngừng trong miệng mình không? Thiệt hả? Kiểm tra thử bằng máy quét răng miệng nha. Đó là vi khuẩn đang gia tăng. Nhưng tôi chảy răng mỗi sáng mà. Vậy hãy thử loại kem cao cấp hơn Colgate Total, giúp chống sự gia tăng không ngừng của vi khuẩn suốt 12 giờ. Chị dùng Colgate Total rồi chứ? Chắc chắn rồi. Kiểm tra lại xem. Thiệt là hiệu quả. Đó là lý do bạn cần Colgate Total, bảo vệ chống sự gia tăng không ngừng của vi khuẩn suốt 12 giờ. Colgate, nhãn hiệu hàng đầu gia sĩ khuyên dùng. Rexona dành cho nam Sport Defense mới. Đừng để mồ hôi trong cơn sốt bóng đá ngăn cản bạn mừng chiến thắng. Giữ vùng da dưới cánh tay bạn khô ráo hơn bao giờ hết. Hậu vệ thép cản phá mồ hôi. Gói lít tông Ice Tea 1 lít pha được bình trà lớn, đổ đầy cả 5 ly. 1 lít trà cho cả nhà uống thả ga. Hè thêm thỏa thích với quà tặng bình lít tông 1 lít, vui hè hết cỡ, sảng khoái hết ga. Sữa tắm chứa sữa Johnson Baby với protein sữa tự nhiên được tăng cường vitamin A và E, thấm sâu và nuôi dưỡng làn da, cho da bạn mềm mịn và trắng hồng như da em bé. Sữa tắm chứa sữa Johnson Baby New Bath dành cho cả người lớn. Trong vòng tay bạn, bé luôn được bảo vệ. Nhưng còn bên trong, bột ngũ cốc Nestle Cerelac với Bifidus BL cung cấp ngũ cốc thiên nhiên, vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé. Nestle Cerelac hỗ trợ bảo vệ bé bên trong. Andy, nhìn em nè, cái cử động là em tỏa hương thơm mát. Hàng triệu hạt lưu hương sẽ vỡ ra, bùng tỏa hương thơm mát mỗi khi anh cử động. Wow, công nghệ tỏa hương mới từ Comfort. Comfort công nghệ tỏa hương mới, với từng cử động là bung tỏa hương thơm mát. Mời các bạn nào cao, ta bước ra đây đi nào. Mời các bạn nào lên ba, ta xếp chung một hàng. Grow mới với hệ dưỡng chất G-Power giúp bé phát triển chiều cao, trí não,
và thể lực để bé sẵn sàng vươn tầm cao quốc tế. Chỉ tắm bằng nước thôi thì làm sao mà sạch được hả con? Em bé cũng phải dùng sữa tắm gội nữa đấy. Vì nước thôi không thể làm sạch chất bẩn và vi khuẩn do mồ hôi và cơ thể tiết ra ẩn trên da bé, sản phẩm Johnson's Baby luôn nhẹ dịu, lại có cả 100 năm rồi. Bà chỉ tin sản phẩm này thôi. Sữa tắm gội toàn thân Johnson's Baby Top Thu Thô tắm sạch nhẹ dịu những gì nước bỏ sót. Hãy lĩnh hội kem Pedopop để giải cứu thế giới. Kem Pedopop Rocky Cho, kem Pedopop Cola Fire. Yeah, bước vào thế giới phiêu lưu. Hè này với 5 que kem có hình bất kỳ đổi được kem Pedopop. 5 que kem có hình giống nhau tặng bộ xếp hình thông minh. Hè Pedopop, hè ăn kem lại kem quà thưởng. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Hãy phát huy tiềm năng trí tuệ của bé bằng Gen Plus mới với hệ dưỡng chất IQ Plus chứa phospholipid, lutein và các dưỡng chất thiết yếu giúp phát triển trí não cho bé đã được chứng minh lâm sàng. Maggie Lisa sốt trứng gà tươi chấm trộn phết kết vị ngon. Tiền dùng 100 gram. Mayonnaise sốt trứng gà tươi. Ajinomoto. C2 tuôn trào sảng khoái để bạn thể hiện những việc cốt với phong cách thật cool. C2 sảng khoái cùng vị cam C2. Máy quay lẻo. Gần đây mình cứ có cảm giác hình như có người đang theo dõi mình đó. Hả? Đúng rồi, mình phải vất vả canh những lúc không để ý mới có được nó đó. À, nghe cũng thú vị quá hả? Đôi mình coi liền đi. Ừ, rủ mọi người coi chung nha. Không đâu, không đâu, không có gì là xấu hết. Bạn cứ nghĩ mình đã ghi được một hình ảnh của một sinh vật quý hiếm vậy là được rồi. Nè, bạn nhớ tới coi nha. Được, rất chậm nha. Shizuka, mình đang định qua nhà bạn chơi nè. Mà bạn tới nhà Shino chi vậy? Bạn vui với mình nha, Nebita. Bạn tới rồi hả Shizuka? Nghe nói bạn đang quay lén cái gì đó có phải không? Là hình ảnh trưởng thành của chim hoang dã hay ấu trùng vậy? Thú vị quá ta. Nobita, mình nghĩ bạn không nên coi cái này. Tại sao lại không? Vậy là coi xong không được giận mình đó nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Đến Chiru cũng nóng lòng muốn coi nữa nè. Mọi người hãy tập trung lên đây nha. Nhật ký một ngày của Nobita. Nhân vật chính là học sinh tiểu học Nobita. Đây là những hình ảnh rất quý giá, không ai có thể giống được đâu. Đúng là đồ hậu đậu. Em cứ cho anh mượn, anh sẽ biểu diễn cho coi. Nobita bắt cười thiệt. Đây là khuôn mặt ngây thơ rất vô tư ngủ dù là trời đang sáng. Còn đây là cách tốt nhất để tiết kiệm nước rửa chén. Dừng lại mau. Bà thật quá đáng, tại sao quay lén mình? Từ đầu mình đã nói là bạn không nên coi rồi mà.
Có gì đâu mà nổi giận, bạn ấy chỉ muốn tốt cho bạn thôi mà. Đúng vậy đó, giả sử bạn soi gương nhìn thấy mặt mình trong gương xấu, không lẽ bạn đi đổ lỗi cho cái gương hay sao hả? Tại sao phải nổi giận? Đáng lý ta nhận hình ảnh như vậy thì bạn phải biết tự mình sửa đổi bản thân chứ. Mình nói có đúng không? Đúng vậy. Thật ra mình thấy mọi người nói vậy cũng có lý, nhưng mà quay lén người khác như vậy không đúng. Ai cho phép bạn ấy soi mói đời tư người khác chứ? Tức quá à. Được rồi, chúng ta ghi hình sư Neo đi. Làm sao được? Dĩ nhiên là được. Bộ đồ nghề quay lén đặc biệt, chỉ cần gắn cái camera nhỏ xíu này vào người nào mà mình cần theo dõi thì lập tức hình ảnh của người đó sẽ xuất hiện lên màn hình và máy sẽ tự động ghi lại. Bây giờ chúng ta thử nghiệm đi. Hay là gắn thử vào mẹ nha. Mình đã gắn vào mẹ rồi đó. Hình như là mẹ đang soi gương nhìn Nobita. Càng ngắm mình trong gương càng thấy mình đẹp đó nha. Công nhận mình đẹp giống diễn viên nổi tiếng Sotada Yuri ghê á. Mẹ mà đẹp giống diễn viên nổi tiếng Sotada Yuri sao? Cười quá. Mình té bổng rồi nè. Bây giờ bạn hãy tìm cách gắn cái này vào ai đó ở thường xuyên bên cạnh Sineo đi. Như vậy là mọi hoạt động của Sineo sẽ bị chúng ta ghi hình lại. Nhưng mà mình biết gắn cho ai bây giờ? Gắn cho công nghệ Chiro Chiro. Các bạn ơi, có chuyện gì đó Nobita? Lâu ngày không gặp Chiro mau lớn mất ta. Ai cho bạn đụng con mèo của mình hả? Từ giờ phút này mình chính thức tuyên bố sẽ quay phim Sineo. Nhưng mà mình sẽ không thể quay lén đâu. Mình tới đây để chính thức nói cho bạn biết đó Sineo. Mình mà quay xong sẽ cho mọi người coi. À, mới nghe đã thấy thú vị rồi. Tới lúc đó nhất định mình sẽ đi coi. Mình cũng sẽ rủ Shizuka cùng coi. Có giỏi thì bạn cứ làm đi. Làm gì mà bạn có máy quay chứ. Để coi làm sao bạn quay được mình. Nè, có chắc là bạn làm được không? Dù bạn ấy có chạy lên trời, mình cũng sẽ ghi hình được. Hôm nay nhất định mình sẽ không ra khỏi nhà đâu. Chắc chắn là nó đã mượn được bảo bối gì của Doraemon rồi. Doraemon, ăn xong tụi mình lên coi tới đâu rồi nha. Mình nghĩ chắc là nó đi cũng được nhiều rồi đó. Nhà Sineo kìa. Chiru đi ra khỏi nhà rồi kìa. Chết, vậy thì làm sao mà ghi hình Sineo được? Để xem tình hình thế nào đã. Xin chào quý khách, xin chào quý khách. Mayo, Mayo. Con mèo kia. À, nó chạy mất rồi. Ủa, nó dừng rồi kìa. Con mèo ăn dụng kia, đừng để tao gặp lại. Tao mà gặp lại sẽ đánh cho mày chết luôn. Đồ mèo hư. Nó làm mình chóng mặt quá. Mình cũng vậy. Chóng hợp câu chuyện cập sướng thiệt. Con mèo đó theo dõi tất cả mọi người luôn. Nhưng mà sao nó đi hoài không chịu về nhà Sineo vậy? Để mình tua tới lúc nó về nhà. À, dừng lại. Nó dừng ở nhà Shizuka kìa. Bạn ấy đang làm gì vậy ta? Nè, con làm gì mà khói quá trời vậy Shizuka? Ôi trời. Không nữa, để mẹ làm cái khác cho con ha. Còn cái đó con đem bỏ đi đi. Ý, là cha anh kìa. Hình như bạn ấy đang đọc truyện tranh. Là chuyện gì vậy ta? Tội nghiệp quá.
sao mà chết chứ. Bà không được chết Kiro cô. Không ngờ sao thích chỉ vì nhân vật nết trong truyện. Cuối cùng nó cũng chịu về nhà rồi. Mắc tẹo quá. Trời ơi, mắc tẹo muốn chết luôn. Nhưng ra ngoài lỡ bị quay lén thì làm sao? Bây giờ thiệt là thoải mái quá đi. À, hoàng hô, có chuyện để nói Sunio rồi. Sunio tài ra mừng sớm. Đoạn phim này làm sao cho mọi người coi? Coi xong chắc họ sẽ giận lắm. Sunio sợ rồi chắc không dám tới đâu. Làm người như vậy thì tầm thường lắm. Mấy bạn phải bắt chuốc như mình vậy nè. Dù có chuyện gì xảy ra cũng cười tôi và bỏ qua. Chỉ hết. Chỉ là nếu trong cảnh quay có bạn, bạn cũng không giận luôn sao? Nobita, sao hồi nãy mấy bạn nói sẽ cười tôi và bỏ qua hết mà. Đứng lại đó, chạy đi đâu hả? Tất cả cũng tại con mèo đó. Mấy bạn có giận thì giận nó đi. Đâu chạy đó. Money.